Minh ơi, trèo cao thế. Ồ, ăn quả hả Minh? Thấy quả rồi kìa. Ngon không? Ờ, có mấy quả luôn. Hả? Còn một quả nữa kìa. Còn một quả nữa thế này à? Ờ, hay nhỉ? Tưởng là không có quả, bây giờ có quả đấy. Mới đây. Mới đây. Thấy tiếp rồi sao ấy? Thấy rồi, thấy rồi. Ăn không được đâu. Đâu, hỏng quá không được. Không ngon. Rớt xuống lắm. Ừ. Kìa, trên coi ngon một quả nữa. Thấy ơi, thấy ơi, thấy ơi. Đấy. Không hiểu mà. Minh ơi, xuống đây. Xuống đi, Minh. À, lấy được rồi à? Được. Có mồm mới. Khóc gì. Nhưng lại không ăn được. Cây dân kia mới đẹp, mấy cây này nè. Kệ nó. Ấy, ấy, ấy hả? Búp lửa vỡ. Cốc nhẹ chứ mày. Cái biết làm cái gì hết thì nó mặt nó một tháng
đi. Bây giờ mình hay quay thì nó chưa mặc nó nhiều, bây giờ chỉ thay đổi con áo cho nó thôi là nó. Có từng đoạn nữa. Ừ. Cái này xong thì rất bục xuống đau á, nó chạy lại gần những cái min min ông phi cũng như thế, mình làm gì thì con chó min. Mình đi đâu rồi Min? Không đánh nhau nhá. Cây này còn không mong một video nữa. Min, thơm không? Hoa thơm không? Đang quay cho có luôn rồi này. Thơm không? Thơm phức nhè, mi nhè. Sau này sẽ mua. Cho Min ăn với nào. Cho Min ăn với, thương Min chứ. Cười lên. Min không ăn đâu. Cười lên. Rang một miếng đi. Min không ăn đâu mà. Mua cái gậy tự sướng quay là đấy, đỡ. Khi đi xe mình quay tay được. Phun thuốc thì. Có bao miếng nữa nào? Thuốc gì đấy? Bình kia là bình thuốc gì? Muối, bình muối gì? Rồi muối ngọt. Để đâu mà cầm lên? Đâu, sao bên của bố mà? Sáng anh lấy sau nhà mày.
Tiền của anh cầm xuống đây luôn. Về đến nhà lấy một cái. Chúng đuôi làm sao thế này? Chúng hết lông của đuôi này. Bình nhã nè, áo luyến mà phải ở chỗ đấy. Bác miếng nữa nào thôi. Bác